Chọn đường nào không đầy lập một chông gai, không ngại chi dù cho có bao khó khăn. Cố vi kéo dài một giai đoạn khó là thách thức với công nghệ 4.0. Và gọi là MB không phải mơ bé. Ngân hàng thông minh chuyên nghiệp là thế đấy. Đà Nẵng kiên cường cơ hội chuyển đổi, vững vàng từng bước tự tin kết nối. Chúng tôi là những người lính trẻ, trên chuyến tàu vẫn luôn tiến về. Phía trước dù có bao khó khăn, vì đất nước, vì nhân dân. Thì chúng tôi là MB Bay. Vì chúng tôi là MB Bay. Trưởng thành từ chất lính, việc khó thì thân chinh, chăm khách hàng chân tình, luôn làm mọi thứ bằng cả bản thân mình. Biến giấc mơ thành hiện thực, nhanh như dòng dưới điện cực. Bằng công nghệ và kiến thức, trở thành ngân hàng thủ tướng nhất. Ta đồng lòng hiệp lực, đoàn kết anh em đứng chung mái nhà. Kỷ luật khó khăn ta cùng trải qua, tận tâm tới những công việc bé nhỏ nhất, thực thi nghiêm túc cho kết quả rõ chất. Tin cậy để không làm cơ quốc thất vọng, hiệu quả tinh túy giống như là mật ong. Chuyển đổi số tiên phong là cách mạng, Alphabet MB dành cho mọi khách hàng. Con người trung tâm chẳng có gì không thể, trách nhiệm cộng đồng đã trở thành thông lệ. Mang tình người lính thông vào trong công nghệ, kết nối từ thành phố cho tất cả thôn quê. Đoàn kết, kỷ luật, tận tâm, thực thi tin cậy và hiệu quả. Đoàn kết, kỷ luật, tận tâm, thực thi tin cậy và hiệu quả. Em đi bay, ngày mới đã tới, trẻ trung đi trong thời đại mới. Nụ cười tràn đầy sức sống, ta luôn là người chiến sĩ hôm nay. Và màu cờ tổ quốc luôn ở trong tim. Từ nơi ta qua, hạnh phúc sẽ tới, tự tin đi trong thời đại mới. Rộn ràng niềm tin mới vẫn chưa bao giờ cả niềm tin dưới lá cờ. Tự hào cùng nhau viết trang sử hôm nay. Em đi bay, ngày mới đã tới, trẻ trung đi trong thời đại mới. Nụ cười tràn đầy sức sống, ta luôn là người chiến sĩ hôm nay. Và màu cờ tổ quốc luôn ở trong tim. Từ nơi ta qua, hạnh phúc sẽ tới, tự tin đi trong thời đại mới. Rộn ràng niềm tin mới vẫn chưa bao giờ cả niềm tin dưới lá cờ. Tự hào cùng nhau viết trang sử hôm nay. Tự hào cùng nhau viết trang sử hôm nay.